Tổ hóa sinh thể dục là một trong những tổ bộ môn cơ bản của nhà trường. Tổ có 18 đồng chí, tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng các đồng chí trong tổ đều cố gắng, nỗ lực phấn đấu và đã mang lại nhiều kết quả nhất định, góp phần vào thành tích chung của nhà trường. Về thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016, thì cô giáo Vũ Thị Thảo, bộ môn hóa học đã tham gia và đạt loại giỏi. Về thi viết sáng kiến, kinh nghiệm các cấp, thì nhiều đồng chí giáo viên trong tổ đã tham gia và đạt giải. Nổi bật có đồng chí Nguyễn Văn Khánh đạt loại tốt cấp tỉnh, đồng chí Vũ Thị Thảo đạt loại tốt cấp sở. Về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, các đồng chí tham gia đều có kinh nghiệm, đều có chuyên môn vững vàng, đều có tinh thần trách nhiệm cao. Do đó đã mang lại nhiều kết quả khá cao cho nhà trường với nhiều giải cá nhân và vị thứ đồng đội cao, góp phần đưa trường được nhận cờ thi đua của sở. Không chỉ tâm huyết trong giảng dạy, các đồng chí trong tổ còn tích cực tham gia các hoạt động khác của nhà trường, như tham gia vào ban chấp hành công đoàn nhà trường, tham gia vào ban chấp hành đoàn trường, công tác giáo dục thể chất, ban đạo đức. Nhiều năm liền, tổ hóa sinh thể dục đã được Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định công nhận là tổ lao động tiên tiến. Trong năm học 2016-2017, tập thể tổ hóa sinh thể dục tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ nhằm đạt được những yêu cầu đổi mới của ngành, thực hiện tốt các cái mục tiêu, kế hoạch trong năm học của nhà trường, cùng góp sức xây dựng trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B ngày càng phát triển lớn mạnh.